Tối qua ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ tới Afghanistan trong một chuyến thăm không báo trước. Tại căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô của thủ đô Kabul của Afghanistan, ông Obama đã nghe quân đội báo cáo có bài phát biểu trước các binh sĩ và thăm các thương binh trong bệnh viện. Giới chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần thứ tư với Afghanistan, ông Obama không có kế hoạch gặp Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai hoặc bất kỳ quan chức nào khác để tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử lựa chọn gương mặt sẽ thay thế ông Karzai, người từ lâu đã không còn đi theo quỹ đạo của Mỹ. Theo một quan chức cấp cao, Tổng thống Mỹ sẽ sớm thông báo quyết định về số lượng binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 13 năm kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh chống Taliban năm 2001.